Thưa quý vị và các bạn, vừa qua rất nhiều khó khăn của một địa bàn vùng cao với 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Chi bộ thôn Lao Lý, xã Tà Phời, thành phố Lào Cai đã tập trung đổi mới, lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới trong bản làng và ở chính mỗi hộ gia đình. Cuộc sống ở Lao Lý hôm nay đã có nhiều thay đổi. Đến nay, đã có 10 hectare ruộng một vụ được bà con chuyển đổi thành ruộng hai vụ lúa. Các mô hình kinh tế bắt đầu được hình thành, dù mới chỉ ở quy mô nhỏ như trồng rừng, chăn nuôi gia súc và làm dịch vụ. Năm 2024, 100% các hộ đủ thóc ăn, trong thôn không còn hộ nghèo, xóa được nhà tạm, nhà dột nát. Gia đình nhà mình cũng chỗ ở, có chỗ ăn, cũng cuộc sống cụt tốt rồi, đẹp rồi. Thế cố gắng phát triển kinh tế. Vận động bà con này phát triển kinh tế, mà phát triển kinh tế thì lợn sinh sản nên là trồng quý để phát triển kinh tế bà con. Là bà con bây giờ phấn khởi lắm cái xóa nhà tạm. Cùng với nỗ lực vươn lên của bà con, những chuyển biến tích cực của Lão Lý có được còn nhờ vai trò lãnh đạo của chi bộ thôn. Chi bộ thôn Lão Lý có 10 đảng viên, trong đó có 5 đảng viên tại chỗ. Cùng với ban hành các nghị quyết, chương trình hành động sát với tình hình thực tế để định hướng phát triển kinh tế, chi bộ còn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, đồng hành cùng bà con xóa đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục. Quyết chi bộ đã quyết tâm làm thế nào phải củng cố đưa hệ thống chính trị có được điều kiện thì người ta mới tuyên truyền cho người dân và phát triển đảng viên ở đây một cách đảm bảo. Thì chính đó, cán bộ đảng viên gương mẫu thì người dân người ta mới học tập và làm theo. Đối với vai trò của từng đảng viên trong chi bộ thôn Lao Lý, có thể thấy rằng là đối với các đồng chí rất là nhiệt tình, nhiệt huyết và trách nhiệm. Khi mà được chi bộ giao bất cứ một cái nhiệm vụ nào thì các đồng chí cũng sẵn lòng, sẵn sàng, tâm huyết và cố gắng để hoàn thành các cái nhiệm vụ mà chi bộ giao. Năm 2024 này, Lao Lý đã có thêm nhiều con em đồng bào xa phó được đi học trung học phổ thông hoặc học nghề. Có hộ làm ăn giỏi, thu nhập trên 100 triệu đồng một năm. Chi bộ Lao Lý với vai trò trách nhiệm của mỗi đảng viên được phát huy đã tiếp thêm động lực để cùng đồng bào xa phó nơi đây vượt qua chính mình, xây dựng cuộc sống mới.